Thưa quý vị, mới đây thì các nhà khoa học cũng đã cảnh báo biến đổi khí hậu khiến cho tần suất các đợt nắng nóng thiêu đốt tại nước Anh đã gia tăng ít nhất là gấp 10 lần và cũng theo tổ chức Hợp tác quốc tế chuyên nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, còn gọi tắt là WWA, vào thời kỳ vào thời kỳ là tiền công nghiệp, trước khi xảy ra tình trạng trái đất ấm lên, khả năng Khả năng nắng nóng cực đoan đã xảy ra tại Anh thấp hơn rất nhiều lần và mức độ nhiệt độ tối đa chỉ khoảng 36 độ C. Để tìm hiểu biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng như thế nào đến các hiện tượng nắng nóng tại Anh, các nhà khoa học WWA đã tiến hành phân tích nhanh, sử dụng dữ liệu thời tiết và mô phỏng máy tính để so sánh khí hậu giữa các thời kỳ. Họ rút ra kết luận rằng vào thời kỳ tiền công nghiệp, trước khi tình trạng ấm lên toàn cầu xảy ra, khả năng nóng nóng cực đoan xảy ra tại Vương quốc Anh thấp hơn rất nhiều, với mức nhiệt tối đa chỉ khoảng 36 độ C. Tuy nhiên hôm 19 tháng 7 vừa qua, nhiệt độ tại sân bay Heathrow đã vượt ngưỡng 40 độ C, trong khi mức nhiệt cao kỷ lục cũng đã được ghi nhận tại 46 trạm khí tượng khác trên khắp nước Anh. WWA đánh giá biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nóng nóng xảy ra thường xuyên hơn với mức độ nghiêm trọng hơn. Hồi tháng 5, WWA đã công bố báo cáo cho rằng biến đổi khí hậu có thể khiến tần suất các đợt nắng nóng tại khu vực Nam Á trong tháng 3 và tháng 4 năm nay tăng cao gấp 30 lần.